chào quý anh chị đã quay trở lại với kênh review bất động sản thực tế Thành Lên. Trước mặt quý anh chị đây chính là toàn bộ hình ảnh mới nhất được quay vào ngày 14 tháng 10 năm 2024, toàn cảnh sân bay quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Như chúng ta đã được biết, sân bay quốc tế Long Thành giai đoạn 1 với thiết kế một nhà ga hành khách, một đường cất hạ cánh, tổng công suất đạt được sau khi đưa vào vận hành 25 triệu lượt hành khách trên một năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa trên một năm. Khi sân bay quốc tế Long Thành đưa vào hoạt động sẽ giúp thúc đẩy nền động lực kinh tế khu vực Long Thành cũng như tổng thể khu vực phía Nam. Quý anh chị đang được nhìn thấy đây chính là toàn bộ hình ảnh đại công trường và các đơn vị đang thi công lắp đặt kết cấu thép mái với tốc độ thi công 3K4K quên ngày đêm vượt nắng tháng mưa để cho kịp tiến độ đưa sân bay quốc tế Long Thành giai đoạn 1 đi vào khai thác hoạt động 7 chuyến bay thương mại đầu tiên vào ngày mùng 2 tháng 9 năm 2026. Đây chính là toàn bộ hình ảnh mới nhất quý anh chị nhá. Với sân bay quốc tế Long Thành, sân bay đạt tiêu chuẩn F4, tiêu chuẩn lớn nhất trong cục hàng không dân dụng thế giới. Đây là sân bay lớn nhất tại Việt Nam của chúng ta cũng như là sân bay lớn nhất nhì Đông Nam Á quý anh chị nhé. Với sân bay quốc tế Long Thành, quy mô dự án lên tới hơn 5.000 hecta, vốn đầu tư hơn 16 tỷ đô. Sau quá trình thi công và xây dựng vừa qua, vào mùa hè, việc khai thác và xây dựng ở đây khiến nhiều bụi bẩn bay vào nhà dân cũng như là đại công trường ngập trong bụi bẩn. Cho nên bây giờ nhà nước của chúng ta đang nghiên cứu để thi công thêm một đường cất hạ cánh nữa, tránh trường hợp sau khi giai đoạn 1 đưa vào thi công và hoạt động xong, lúc đấy bụi bẩn sẽ ảnh hưởng tới chất lượng phục vụ cùng với chất lượng bay và an toàn bay tại sân bay quốc tế Long Thành quý anh chị nhé. Với sân bay quốc tế Long Thành sẽ chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, đây là giai đoạn quan trọng, lần đầu tiên đất nước của chúng ta làm một sân bay lớn như vậy. Để có và đúc rút được kinh nghiệm từ giai đoạn 1 thì giai đoạn 2 và giai đoạn 3 thi công sẽ nhanh hơn. Cùng với đó là lúc này chúng ta đã có nhiều kinh nghiệm trong việc gặp nhiều khó khăn ở việc thi công ở các công trình. Hiện tại sân bay quốc tế Long Thành gói thầu 5.10 thi công lắp đặt nhà ga hành khách đang được tiến triển vượt tiến độ thi công quý chị ạ. Cùng với các hạng mục khác tại sân bay quốc tế Long Thành như đài kiểm soát không lưu hiện tại đã vượt tiến độ thi công 2 tháng, đường băng chân đỗ máy bay cũng vượt tiến độ thi công và các gói thầu phụ trợ như là gói thầu 6.12 thi công hai tuyến đường kết nối vào sân bay quốc tế Long Thành, tuyến T1 và T2 cũng đang báo vượt tiến độ và đặt ra mục tiêu vượt 3 tháng tiến độ sau khi tổng hoàn thành quý anh chị nhá. Như vậy đây chính là toàn bộ hình ảnh quý anh chị đang được nhìn thấy toàn cảnh công trường mà Thành Lên bay cận cảnh và quay chậm để quý anh chị có thể nắm bắt được cái tốc độ xây dựng ở đây, cũng như chúng ta thấy rằng đây là những thước phim lưu lại quá trình xây dựng một đại công trường được ghi vào sách lịch sử cũng như sự thay đổi mới của khu vực phía Nam, quan niệm bay vận chuyển hàng hóa tại khu vực phía Nam quý anh chị nhé. Sau khi sân bay quốc tế Long Thành đưa vào hoạt động giai đoạn 1 sẽ cung cấp trữ lượng hàng hóa vận chuyển nơi đây là 1,2 triệu tấn hàng hóa một năm, đáp ứng cho nhiều khu công nghiệp và các công ty khi vận chuyển hàng hóa nhanh bằng đường không quý anh chị ạ. Ngày trước ở Việt Nam của chúng ta với khu vực phía Nam chúng ta sẽ có sân bay Tân Sơn Nhất, tuy nhiên sân bay Tân Sơn Nhất không đủ để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng không của các doanh nghiệp, dẫn đến việc chậm trễ và quan ngại của nhiều nhà đầu tư muốn về đây xây dựng khu công nghiệp tại Việt Nam chúng ta. Tuy nhiên đến giờ phút này chúng ta đã nhìn thấy một đại công trường, một sân bay giấc mơ của Việt Nam đã ấp ủ khá là lâu rồi. Cho tới ngày hôm nay chúng ta đã thấy điều đó trở thành hiện thực, đã và đang thi công. Đến ngày hôm nay đã ấn định ngày bay thương mại là ngày mùng 2 tháng 9 năm 2026 để kịp chào mừng 50 năm giải phóng hoàn toàn đất nước và 80 năm ngày thành lập nhà nước Việt Nam của chúng ta. Chúng ta đang nhìn thấy đây chính là một cái công trường đi đầu để vực dậy nền kinh tế phía Nam và thay đổi hoàn toàn về câu chuyện Việt Nam sẽ tận dụng được cái lợi thế từ thiên nhiên ban tặng quý anh chị nhé. Ngoài sân bay quốc tế Long Thành ra, hiện tại Việt Nam của chúng ta cũng đã lên đồ án tiền khả thi với tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam và điểm kết nối cuối cùng sẽ là điểm kết thúc tại sân bay quốc tế Long Thành. Như vậy chúng ta đang nhìn thấy rằng với vị trí Long Thành rất là đắc địa, tất cả trung tâm giao thông từ hàng không đến đường sắt và các tuyến cao tốc đều dồn về đây. Có thể nói Long Thành sẽ cất cánh không những là sân bay mà cất cánh bởi nền kinh tế phát triển của sắp tới quý anh chị nhé. Như vậy chúng ta sẽ nhìn thấy một sự đổi mới tại Long Thành và sân bay sẽ hoạt động rầm rộ, đây là điều có thật. Còn nhiều quý anh chị bình luận rằng sân bay khi nào làm gọi là có những tiêu chí không tốt, hãy xem những video này. Quý anh chị sẽ bừng tỉnh biết rằng Việt Nam chúng ta ngày càng phát triển, đang phát triển rất là mạnh mẽ. Với lịch sử chúng ta đang thấy là Việt Nam chúng ta nằm trong những top nước nghèo nhất thế giới do bị ảnh hưởng chiến tranh thế giới. Tuy nhiên từ ngần ấy năm với 50 năm vừa qua, Việt Nam của chúng ta đã thay đổi và vực dậy, biến thành một quốc gia có thể nói là nền kinh tế trung bình cho tới khá và đang đi lên. Như vậy chúng ta thấy rằng đất nước của chúng ta đang phát triển từng ngày quý anh chị ạ. Và đây chính là đại công trường chúng ta đáng tự hào khi mà chúng ta nói chuyện với bạn bè quốc tế. Ok, Việt Nam của chúng tôi
đang có một sân bay rất là lớn, bạn đã đến đấy chưa? Hoặc là bạn có thể qua thăm tôi qua sân bay quốc tế Long Thành, bạn sẽ thấy chất lượng phục vụ và con người nơi đây. Quý anh chị sẽ thấy rằng là chúng ta, là mỗi người dân đều mong mỏi đất nước phát triển và kinh tế phát triển, chúng ta có được cái đời sống tốt hơn. Và chắc chắn rồi, khi mà đất nước phát triển chúng ta mới giàu lên được, phải không ạ? Vâng, quay trở lại với sân bay quốc tế Long Thành, quý anh chị đang được nhìn thấy rằng đây chính là nhà ga hành khách với thiết kế hình cánh sen và ba cánh quý anh chị nhé. Ở đây phía dưới đang lắp kết cấu thép mái với nhà ga hành khách, Thái Lan đánh giá rất là cao và tiến độ thi công chúng ta sẽ theo dõi sát quý anh chị nhé. Hiện tại thông tin mới nhất về sân bay quốc tế Long Thành, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất thêm một đường băng thứ hai và điều chỉnh thời gian hoàn thành giai đoạn 1 của dự án cảng hàng không sân bay quốc tế Long Thành vào năm 2026 thay vì năm 2025. Sớm xây dựng đường băng thứ hai tại sân bay quốc tế Long Thành sẽ có lợi. Bộ Giao thông Vận tải cho biết, theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án sân bay quốc tế Long Thành, Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư giai đoạn 1 của dự án chỉ xây dựng một đường băng ở khu vực phía bắc sân bay, đường băng số 1. Trường hợp sân bay Long Thành phải tạm dừng khai thác do xảy ra sự cố trên đường băng khi bay ở Tân Sơn Nhất sẽ đón vai trò hỗ trợ cho sân bay Long Thành. Giai đoạn 2, dự án sân bay Long Thành sẽ xây dựng thêm một đường băng cất hạ cánh cấu hình mở ở phía nam của sân bay, đường băng số 2 để đáp ứng công suất khai thác 50 triệu hành khách trên một năm. Giai đoạn 3 sẽ xây dựng thêm hai đường băng số 3 ở phía bắc và đường băng số 4 ở phía nam để đáp ứng công suất khai thác lên tới 100 triệu hành khách trên một năm. Trong đó, quá trình triển khai dự án sân bay quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV nhận thấy việc xây dựng ngay đường băng số 3 bên cạnh và các đường băng số 1 đang xây 4.000 mét để đưa vào khai thác đồng bộ cùng với giai đoạn 1 sẽ mang lại nhiều lợi ích và bảo đảm hiệu quả đầu tư. Lý do, theo quy hoạch, sân bay Tân Sơn Nhất có thể phục vụ 50 triệu hành khách trên một năm, tương đương khoảng 830 lượt cất cánh ngày đêm, nhưng năm 2023 đã đạt tới 40 triệu hành khách và sắp tiệm cận công suất quy hoạch. Dự kiến đến năm 2030, tổng thu nhập vận tải hàng không vượt Đông Nam Á khoảng 71 triệu hành khách trên một năm, tương ứng trung bình khoảng 1.190 lượt cất cánh hạ cánh ngày đêm. Như vậy, trường hợp sân bay Long Thành phải dừng hoạt động khai thác do sự cố trên đường băng, sân bay Tân Sơn Nhất không thể đáp ứng thêm khoảng 360 lượt cất hạ cánh ngày đêm để hỗ trợ sân bay Long Thành. Vì vậy, việc xây dựng ngay đường băng thứ hai sẽ đáp ứng tốt nhu cầu khai thác giai đoạn 1 của sân bay Long Thành khi đường băng số 1 xảy ra sự cố, không phải chuyển qua sân bay Tân Sơn Nhất. Thứ hai, nếu sau khi sân bay Long Thành đưa vào khai thác giai đoạn 1 mới xây dựng đường băng thứ hai sẽ làm gián đoạn việc khai thác sân bay tại một số thời điểm, do có thời điểm tạm dừng khai thác đường băng thứ nhất để đấu nối hạ tầng kỹ thuật. Để bảo đảm tính khai thác cho đường băng thứ nhất tại sân bay Long Thành, phần nền của đường băng thứ hai đã được san đến cao độ thiết kế. Do ACV sử dụng vốn dự phòng tiết kiệm sau đấu thầu nên sơ bộ tổng mức đầu tư đường băng thứ hai khoảng 3.455 tỷ đồng vẫn nằm trong tổng mức đầu tư 99,019 tỷ đồng của dự án thành phần 3. Dự kiến tổng độ đầu tư đường băng thứ hai khoảng 24 tháng sau được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư. Do vậy, trường hợp được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư và ký họp cuối năm 2024 sẽ hoàn thành đường băng thứ hai vào cuối năm 2026. Nhiều lý do làm chậm tiến độ sân bay quốc tế Long Thành. Theo Bộ Giao thông Vận tải, trong quá trình thực hiện dự án sân bay quốc tế Long Thành gặp một số khó khăn như thời gian chuẩn bị đầu tư dự án khoảng 5 năm, do thực hiện các thủ tục mất nhiều thời gian, thi tuyển kiến trúc khoảng 2 năm, lập báo cáo nghiên cứu thi mất 1 năm, công tác trình thẩm định phê duyệt dự án mất khoảng 2 năm. Thời gian thực hiện dự án cũng gặp một số khó khăn dẫn tới chưa đáp ứng được tiến độ, như dự án thành phần 1 trụ cơ sở một số cơ quan quản lý nhà nước, hải quan, kiểm dịch y tế thực động vật, chưa kịp bố trí kế hoạch vốn trung hạn từ năm 2021 đến năm 2025. Dự án thành phần 3 tiến độ công tác lập thiết kế kỹ thuật bị chậm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến việc huy động chuyên gia nước ngoài, việc lựa chọn nhà thầu xây lắp nhà ga hành khách kéo dài khi phải đấu thầu tới lần thứ hai. Dự án thành phần 4 công tác lựa chọn nhà thầu đầu tư, công tác trình dịch vụ hàng không chậm triển khai do Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng quy định lựa chọn nhà thầu đầu tư. Kiến nghị trình Quốc hội điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sân bay quốc tế Long Thành. Theo nghị quyết của Quốc hội,
chậm nhất đến năm 2025 hoàn thành và đưa vào khai thác dự án sân bay quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Nhưng với tình hình triển khai như trên, thì đến năm 2026 các dự án thành phần của dự án sân bay quốc tế Long Thành giai đoạn 1 mới được hoàn thành. Do vậy, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham mưu việc tổ chức thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sân bay quốc tế Long Thành để trình Chính phủ xem xét, trình Quốc hội phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư nội dung đầu tư đường băng thứ 2 trong giai đoạn 1 chậm nhất năm 2026, hoàn thành và đưa vào khai thác dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1, đồng thời cho phép Chính phủ được quyết định đầu tư đối với từng giai đoạn của dự án sân bay quốc tế Long Thành mà không phải báo cáo Quốc hội thông qua trước quyết định của đầu tư. Bởi vì theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Thủ tướng quyết định đầu tư dự án quan trọng quốc gia đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư mà không cần thông qua Quốc hội trước khi nghị quyết đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ cơ bản hoàn thành sân bay quốc tế Long Thành vào cuối năm 2025. Chiều ngày 24 tháng 9 năm 2024, trong chương trình công tác tại tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đi kiểm tra trực tiếp tiến độ hai dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn, gồm cảng hàng không sân bay quốc tế Long Thành và tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Đây là lần thứ 4 Thủ tướng Chính phủ có mặt kiểm tra đôn đốc dự án sân bay quốc tế Long Thành trong vòng 2 năm vừa qua, cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước với công trình này. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc tích cực của các cán bộ, ban ngành, địa phương, các cơ quan liên quan và sự chủ động quyết liệt của Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam VATM, nhất là quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, xác định rõ năm 2024 là năm tăng tốc, năm 2025 là năm bứt phá, tiến độ triển khai dự án đạt nhiều kết quả rất tích cực. Từ tháng 2 năm 2024, lần gần nhất Thủ tướng Chính phủ đến thăm công trình, đến nay chỉ sau 7 tháng, nhiều hạng mục công trình đạt khối lượng thi công lớn. Trong đó, dự án thành phần 2 đài kiểm soát không lưu đã vượt tiến độ 2 tháng. Thi công phần thân đài đài kiểm soát không lưu là đường găng của dự án đã thi công đến cao độ 107,880m, hoàn thành 100% phần thô. Chuẩn bị thi công lắp đặt dựng hệ thống kết cấu thép, đang phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2025. Trạm gada sơ cấp, thứ cấp và trạm phát sóng vô tuyến đã hoàn thành 100% phần thô. Nhà kỹ thuật và trạm nguồn đang thi công công tác xây dựng, tráp hoàn thành, lắp đặt ống dây dẫn PVC trên trần cho hệ thống điện và điện nhẹ. Thi công đến tầng mái radar, ước tính đạt khoảng 80% khối lượng đã hoàn thành thi công trên công trường và hoàn thành thi công trước ngày 31 tháng 12 năm 2024. Như vậy, chúng ta đang thấy rằng sân bay quốc tế Long Thành đang thúc đẩy và nhiều tiến độ thi công của nhiều gói thầu đang báo vượt tiến độ thi công. Đây chính là toàn bộ thông tin và hình ảnh mới nhất tại sân bay quốc tế Long Thành. Thanh Len cập nhật cho quý anh chị, nếu quý anh chị nào đang có nhu cầu mua đón đầu sân bay quốc tế Long Thành, liên hệ Thanh Len để được tư vấn tránh bị vướng quy hoạch cũng như là xác định được loại hình đầu tư để đón đầu quý anh chị nhé. Cảm ơn quý anh chị đã xem video này. Thanh Len chuyên bất động sản khu vực Đồng Nai xin kính chào quý anh chị.